Quý vị thân mến, nhắc đến vua Càn Long là người ta nhắc đến vị hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc, cùng với độ dài thời kỳ trị vì của Càn Long hoàng đế kéo dài hơn 60 năm. Vua Càn Long là biểu tượng của thời cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự của Đại Thanh. Vào thời này, lãnh thổ nhà Thanh kéo dài đến châu thổ sông Y Lê và Tân Cương. Lãnh thổ Trung Quốc mở rộng đến tối đa khoảng 13 triệu km2 so với 9 triệu 600.000 km2 hiện nay. Bên cạnh đó, vị hoàng đế này còn nổi danh bởi sự háo sắc và đa tình. Hậu thế gọi ông là vị hoàng đế phong lưu. Càn Long tên thật là Ái Tân Giác La Hoàng Lịch. Ông là vị hoàng đế có tuổi thọ lớn nhất trong lịch sử Trung Quốc với thời trị vì kéo dài hơn 60 năm, được xem là thời kỳ cực thịnh về kinh tế cũng như quân sự Đại Thanh. Càn Long là vị hoàng đế không những đa tình mà còn vô cùng chiều chuộng và hào phóng với các nữ nhân. Vị hoàng đế này không chỉ có tam cung lục viện với hàng ngàn vạn mỹ nhân, mà trong 6 lần đi tuần thú Giang Nam đã kịp để lại bao nhiêu truyền thuyết trong nhân gian về sự đa tình. Thậm chí đến gần cuối đời, truyền kỳ về mối tình với nàng Hương Phi cũng đủ khiến hậu thế phải thán phục. Theo ghi chép của sử sách, trong suốt thời gian trị vì, vua Càn Long lập tới 3 hoàng hậu, hơn 40 bà phi, chưa kể hàng trăm quý nhân, thường tại, đáp ứng khác. Nhưng trên thực tế chỉ có 6 người phụ nữ được Càn Long hoàng đế yêu thương sâu đậm trong suốt cuộc đời huy hoàng và trị vì của mình. Người đầu tiên mà Càn Long hết mực yêu thương chính là người vợ Tào Kham, Phú Sát Thị. Theo dòng lịch sử được ghi nhận, Phú Sát Hoàng hậu hay còn gọi là Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu có xuất thân hết sức hiển hách, nàng mang dòng họ Phú Sát ở Sa Tế thuộc Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ. Từ năm 16 tuổi, nàng đã được nhà vua Ung Chính tuyển chọn và trở thành người vợ chỉ định hôn phối với tứ hoàng tử Hoàng Lịch, vua Càn Long của Đại Thanh Hoàng Triều. Vốn là người hiền lành, thục đức, tính tình vô cùng đoan trang, giản dị và hơn hết trong suốt những năm tiếp nhận vị trí mẫu nghi thiên hạ, bà luôn làm tròn trách nhiệm của mình. Không chỉ tài năng trong việc quán xuyến hậu cung, bà còn là người phụ nữ cư xử hòa nhã, tốt bụng với các phi tần khác trong cung. Trong suốt thời gian tại vị, hoàng hậu, bà nổi tiếng là người hiền hậu, thi hành tiết kiệm hợp lý, lại có tiếng khoản đãi hậu cung rộng lượng và ôn hòa, giúp đỡ Càn Long đế chuyện nội đình, được hậu thế tán dương. Chính vì điều này, dù nổi tiếng đa tình, mỹ nhân vô số, nhưng Càn Long luôn dành cho nàng một tình yêu đặc biệt, một vị trí tôn trọng trong trái tim nhà vua. Bà hạ sinh 4 người con và 3 trong số đó đều được Càn Long đế hết mực thương yêu. Con trai cả của bà, Hoàng Nhị Tử, Vĩnh Liễn là Hoàng Thái Tử được Càn Long đế bí mật chỉ định ngay từ khi lên ngôi và cũng là vị Hoàng Thái Tử duy nhất của Triều Thanh có riêng thụy hiệu cùng lăng mộ. Thật đáng tiếc, vị hoàng hậu này lại không có phúc dày để được hưởng ân sủng lâu dài của hoàng đế Đại Thanh. Hai vị hoàng tử của bà đều ra đi khi còn nhỏ, liên tiếp mất đi con trai, bà mang tâm bệnh nặng nề nên không còn đủ sức khỏe để tiếp tục tại thế. Bà qua đời khi chỉ mới 37 tuổi. Sự ra đi của vị hoàng hậu hiền lương là một sự đả kích rất lớn với Càn Long hoàng đế, đã khiến cho ông thương tiếc khôn nguôi. Ngoài việc đặt thụy hiệu cho bà, nhà vua còn tổ chức lễ truy điệu trở thành giai thoại trong lịch sử vương triều Đại Thanh. Vua Càn Long tổ chức một đại tang long trọng, lại từ lễ tang ấy trách cứ hàng loạt tông thân cùng đại thần, gây nên một nỗi kinh hoàng chưa từng có trong triều đình thời Càn Long. Chi phí tiêu hao cho đám tang của Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu ước tính lên đến con số hàng vạn lượng bạc. Thế nhưng Càn Long đế dường như không thỏa mãn, còn sáng tác cho bà một bài phú với tên gọi Thuật Bi Phú, một trong những tác phẩm nổi tiếng nhất trong suốt cuộc đời của ông. Trong suốt cuộc đời Càn Long, bên cạnh đại thần đạt được ân sủng chứ danh nhất chính là Hòa Thân, thì nhà vua còn vô cùng ân sủng cháu trai của Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu là Phúc Khang An. Từ khi Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu qua đời, Càn Long hoàng đế vô cùng thương xót. Các mốc thời gian tròn tháng, 2 tháng, 100 ngày di phụ, mỗi lần đều có thơ của hoàng đế đích thân viết. Những vần thơ với từ ngữ bi thương chứa đầy tâm tình của một người chồng dành cho vợ mình, cùng với số lượng thơ đáng kinh ngạc. Bên cạnh việc đặt hết tâm tư và tổ chức đại tang, Càn Long đế còn trọng dụng các nam duệ trong gia tộc của bà, nổi tiếng nhất là em trai út của bà, đại học sĩ Phó Hằng, cùng con trai ông Phúc Khang An. Sự tiếc thương cùng trân trọng bà của Càn Long đế được ghi vào sử sách, trở thành câu chuyện được truyền tụng mãi về sau. Mặc dù Càn Long đế nổi tiếng phóng túng, lưu lại rất nhiều tin đồn, trong đó có tin đồn liên quan đến việc ông đã sủng hạnh em dâu của Hiếu Hiển Thuần Hoàng hậu, vợ của đại học sĩ Phó Hằng.
Tuy nhiên, tin đồn này chỉ là giã sử lưu truyền, bởi lẽ người được đồn là con riêng của Càn Long và vợ đại học sĩ Phó Hằng chính là Phúc Khang An. Trong khi Phúc Khang An sinh ra vào năm Càn Long thứ 19, còn Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu qua đời vào năm Càn Long thứ 13. Người thứ hai được hoàng đế yêu thương sủng hạnh phải kể tới Cao Quý Phi, Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi. Lịch sử triều đại nhà Thanh ghi nhận Cao Quý Phi được xem là một trong những vị phi tần được vua Càn Long sủng ái hết mực. Bà xuất thân cao quý từ dòng dõi Mãn Châu Tương Hoàng Kỳ, tầng lớp bao y danh giá. Do vậy, Cao Thị được chỉ định trở thành chắc phúc tấn của tứ hoàng tử Hoàng Lịch. Sau khi lên ngôi, Càn Long Hoàng đế đã sắc phong bà trở thành Cao Quý Phi. Khi quyết định tấn phong bà thành Quý Phi, vua Càn Long đã cử hành một lễ sắc phong rất lớn, đem điển lệ của Đôn Túc Hoàng Quý Phi, Niên Thị khi xưa, tức Hoa Phi Niên Thế Lan trong hậu cung Chân Hoàng Truyện. Đại lễ của Cao Thị được hưởng quy lễ nhận bái kiến của công chúa, thân vương phúc tấn và cáo mệnh phu nhân tam phẩm trở lên. Năm Càn Long thứ 10, trong lúc bệnh nặng, bà được vua Càn Long sắc phong thành Hoàng Quý Phi. Tức vị Hoàng Quý Phi trong cung đình nhà Thanh là một tước vị cao quý, vì quy chế và triều phục sắc phong rất giống với Hoàng hậu. Hơn nữa, từ sự kiện đồng ngạc Hoàng Quý Phi thời Thuận Trị, về sau các hoàng đế nhà Thanh rất kỵ việc lập Hoàng Quý Phi ngay khi Hoàng hậu còn sống. Việc Càn Long phong Cao Thị làm Hoàng Quý Phi, ngoài sự an ủi, còn cho thấy tình cảm giữa Cao Quý Phi và Hoàng hậu thật sự yên hòa. Nhưng chỉ sau 2 ngày kế vị, bà cũng qua đời và được vua ban thụy hiệu là Tuệ Hiền Hoàng Quý Phi. Sự ra đi của bà trở thành nỗi đau của nhà vua. Và ngoài việc được ban thụy hiệu, bà còn được nhà vua ban cho hợp táng vào Dụ Lăng Địa Cung. Đây được xem là ân sủng với những vị phi tần được sủng ái nhất của vua Càn Long sau khi qua đời. Người phụ nữ ở vị trí thứ 3, đó là kế hoàng hậu Nhàn Phi. Nhàn Phi tên thật là Ô Lạp Na Lạp Thị, là con gái của Tán Lĩnh Na Nhĩ Bố, thuộc dòng dõi cao quý. Ban đầu bà được chỉ định trở thành chắc phúc tấn của tứ hoàng tử Hoàng Lịch. Đến khi lên ngôi, vua Càn Long sắc phong bà trở thành Nhàn Phi. Cuộc sống phi tần của bà là những bước tiến dần đến vị trí cao nhất hậu cung của vương triều Đại Thanh. Sau khi Hiếu Hiền Thuần Hoàng hậu mất, chỉ trong vòng chưa tới 5 tháng, Na Lạp Thị đã được Càn Long phong làm Hoàng Quý Phi, là người kế thừa vị trí trung cung rồi tạo ra danh hiệu Hoàng Quý Phi nhất lục cung sự, lễ nghi án theo lễ lập hậu. Có thể nói quy cách năm đó của Na Lạp Thị là điều chưa từng có trong lịch sử nhà Thanh. Sau này khi trở thành Hoàng hậu, kế Hoàng hậu cùng Càn Long đế tình cảm mặn nồng, luôn theo sát Hoàng đế tham gia các buổi du tuần quan trọng. Nhưng có một sự việc xảy ra vào đầu năm Càn Long thứ 30, sau khi cùng Càn Long đế thực hiện Nam Tuần trở về, Na Lạp Thị đột ngột bị thất sủng và bị đưa về Bắc Kinh. Không lâu sau đó, Càn Long đế ra chỉ thu hồi toàn bộ sách văn của bà và giam lỏng trong cung. Quyết định này của Càn Long đế cho đến nay vẫn còn là vấn đề gây tranh cãi của lịch sử nhà Thanh. Việc bà bị cấm túc cũng đã dấy lên nhiều dị nghị bất bình trong triều đình lúc bấy giờ. Khi Na Lạp Hoàng hậu qua đời, Càn Long đế không ban thụy hiệu, lại án theo lễ Hoàng Quý Phi mà an táng, dùng hoang thay vì băng, dành cho đế, hậu để tuyên cáo thiên hạ cái chết của bà. Những điều này đã khiến nhiều triều thần phản đối, có quan viên vì ngăn cản mà bị lưu đày. Theo những tài liệu thể hiện, cùng lời giải thích vào năm 1778 của bản thân Càn Long đế, ngày hôm đó Hoàng hậu Na Lạp Thị đã cắt tóc để xuất gia, mà việc cắt tóc là điều đại kỵ nhất trong quốc tục Mãn Thành. Rất nhiều lời đồn và nghi vấn về sự kiện này trong nhân gian. Có người giải thích là trong chuyến tuần du Giang Nam, Càn Long đế định cho các kỹ nữ nhập cung, khiến cho Hoàng hậu nổi giận mà cắt tóc. Thuần Phi, Thuần Huệ Hoàng Quý Phi là người phụ nữ thứ tư trong tim Hoàng Lịch. Thuần Huệ Hoàng Quý Phi Tô Giai Thị, nguyên họ Tô, là người Hán, Giang Tô, không phải xuất thân con nhà quan lại mà hoàn toàn là thường dân, con gái của Tô Triệu Nam. Bà sinh vào ngày 21 tháng 5 năm Khang Hy thứ 52 dưới triều Thanh Thái Tổ. Căn cứ tư lịch ghi lại, bà là một người bình dân gốc Hán, vốn không phải là người bát kỳ. Đây là một dạng thân phận tương đối hiếm trong cung đình triều Thanh. Không xuất thân cao quý, lại là người Hán, khi đến tuổi trưởng thành, bà trở thành cách cách của tứ hoàng tử Hoàng Lịch. Do xuất thân bình dân, cộng thêm gia cảnh không phải quan viên, và lại là người Hán, nên dù sinh con trai, bà cũng không được chỉ định làm chắc phúc tấn. Vị mỹ nhân này được sủng ái và sinh ra hoàng tử, chính vì điều này mà vị thế của gia đình bà cũng được nâng lên. Trong suốt nhiều năm sống trong hậu cung, bà được vua chỉ dụ tấn phong Thuần Phi Tô Thị trở thành Thuần Quý Phi. Nếu nói đến chức vị bà chỉ xếp sau Phú Sát Hoàng hậu,
Cao Quý Phi, cùng Nhàn Phi mà thôi. Còn nói đến sự sủng ái thì sau khi bà tạ thế vẫn khiến Càn Long thương tiếc khôn nguôi, đặc biệt còn xây dựng một tòa minh lâu ngói màu lục và dựng văn bia trước mộ bà. Trong hậu cung của Càn Long còn một sủng phi là Lệnh Phi, cũng chính là người phụ nữ thứ năm của Càn Long. Khi tình cảm của Càn Long và Ôn Lạc Nạp Thị hoàng hậu còn hòa thuận, Lệnh Phi vô tình trở thành kẻ thứ ba. Lệnh Phi, tức Hiếu Nghi Thuần hoàng hậu Ngụy Thị, là con gái của nội quản Ngụy Thanh Thái, tên thật là Ngụy Tiểu Ngọc. Gia tộc của bà vốn xuất thân từ Hán tộc, cũng là Bao Y. Sau khi nhập tộc Mãn Châu, gia tộc Ngụy Thị đều đổi thành Ngụy Giai Thị. Theo sử sách thì bà rất xinh đẹp, không những cầm kỳ thi họa mà còn rất hiểu biết. Bà thông minh lanh lợi lại rất hiểu đạo nghĩa. Đối với việc phong lưu đa tình của Càn Long, bà luôn dùng phương châm mắt nhắm mắt mở làm ngơ, khiến cho Càn Long tha hồ tự do thoải mái. Bà là một trong những phi tần được Càn Long sủng ái nhất, coi là tri kỷ bên mình. Tháng 11 năm Càn Long thứ 10, Lệnh Phi được phong làm Lệnh Tần. Tiếp đó vào năm Càn Long thứ 30, Ngụy Thị lại được tấn phong làm Hoàng Quý Phi. Lệnh Phi nương nương giống như một bức tranh thủy mặc, đẹp sâu lắng mà cũng thật yên bình. Là một phi tần bên cạnh vua, bà rất hiểu vua, hiểu những gì vua nghĩ, hiểu được khoảng lặng nhất bên trong vị vua đầy vẻ oai phong lẫm liệt kia. Năm 1766, Hoàng hậu thứ 2 của Hoàng đế Càn Long là kế Hoàng hậu Ô Lạt Nạp Thị qua đời. Hoàng đế Càn Long không sắc phong một vị phi tần nào làm hoàng hậu nữa, nhưng Ngụy Giai Thị với vai trò là phi tử có cấp bậc cao nhất, được giao quyền quản lý hậu cung và thực hiện nhiều bổn phận của hoàng hậu. Bà thường cùng Hoàng đế Càn Long đi tuần du phía nam sông Dương Tử, Thái Sơn và Nhiệt Hà. Sự sủng ái của Càn Long dành cho Lệnh Phi được thể hiện cao nhất ở điểm lập con trai của bà là Thập Ngũ A Ca lên làm vua, chính là vua Gia Khánh sau này. Bà đã mất vào ngày 29 tháng 1 năm Càn Long thứ 40, hưởng thọ 49 tuổi, thụy hiệu là Lệnh Ý Hoàng Quý Phi. Hoàng Quý Phi Ngụy Thị sinh được 6 người con, Hoàng tử Ngung Diễm tức Hoàng đế Gia Khánh là một trong số đó. Tháng 9 năm Càn Long thứ 60, Ngung Diễm được sắc phong làm Hoàng Thái Tử. Tháng 10 năm đó, Lệnh Ý Hoàng Quý Phi Ngụy Thị được truy phong làm Hiếu Nghi Thuần Hoàng Hậu. Hương Phi chính là người phụ nữ thứ 6 được vua Càn Long sủng ái. Hương Phi sinh năm 1734, tức năm thứ 12 Ung Chính. Nàng là hậu duệ của thủy tổ Hồi giáo phái Cát Mộc Ba Nhĩ, Bỉnh Chi, Tân Cương. Gia tộc nàng là Hòa Trác, vốn gọi là Hòa Trác Thị, còn được gọi là Hoắc Trác Thị. Cha là A Lý Hòa Trác, là Hồi Bộ Đài Cát, anh trai là Đỗ Nhĩ Đô. Gia tộc Hương Phi sống lâu đời tại Diệp Nhĩ Khương, Tân Cương, Trung Quốc. Việc nhà Thanh dẹp quân phản loạn ở A Mộc Nhĩ, Tản Nạp, Tân Cương có công rất lớn của Ngũ Thúc, Lục Thúc, anh trai và gia quyến của Hương Phi. Họ được triệu về Bắc Kinh, phong quan tấn tước, mở tiệc chiêu đãi. Triều đình còn xây Hồi Tử Cung cho họ ở. Hương Phi cũng theo gia đình đến Bắc Kinh. Khi nàng mỹ nữ Hương Phi xứ Tân Cương xa xôi vào cung, Càn Long ngay lập tức bỏ quên Lệnh Phi, quay sang Hương Phi. Thậm chí để chiều lòng mỹ nhân, Càn Long còn cho xây dựng các công trình của người Hồi ở trong cung, đón họ hàng thân thích của nàng vào thành. Thậm chí ông còn thuê riêng đầu bếp người Hồi đến phục vụ các món ăn cho nàng. Có thể nói sự sủng ái mà Càn Long dành cho nàng Hương Phi vô cùng sâu sắc. Sau khi nàng mất, Càn Long vẫn thường xuyên thể hiện tình cảm và sự nhớ nhung với nàng. Nhưng có một điều khiến người đời thắc mắc. Tại sao dù được yêu quý như thế nhưng nàng không phải là một trong năm vị phi tần được hợp táng cùng Càn Long? Nhưng dù thế nào, thì trong thế giới của các bậc đế vương, khi người đẹp quá nhiều mà tấm chân tình lại hiếm hoi, thì đây có thể được coi là một kỳ tích rực rỡ của nàng Hương Phi. Ngoài những mối tình sâu sắc với các vị phi tần trong Tam Cung Lục Viện ra, ông còn rất nhiều mối tình nổi tiếng giữa chốn nhân gian. Tuy nhiên, một câu chuyện đồn thổi xuất hiện rằng vị hoàng đế nổi tiếng bậc nhất Trung Quốc cũng vướng phải tin đồn về tình yêu đồng tính. Câu chuyện bắt đầu từ thời Ung Chính hoàng đế, là cha của Càn Long. Khi đó, Ung Chính có một phi tử dung mạo kiều diễm. Năm 15 tuổi, Càn Long được ở bên cạnh phi tử này. Khi mỹ nhân này đang chải đầu, Càn Long đã bịt mắt nàng từ phía sau để trêu đùa. Do không biết đó là thái tử, nàng vô tình vung lược ra sau đập trúng mặt Càn Long. Khi thái hậu thấy vết đỏ trên mặt thái tử, liền nghi ngờ phi tử có ý đồ xấu nên ban chết. Càn Long vô cùng thương cảm, lấy một ngón tay nhuộm đỏ bôi vào cổ phi tử và nói: "Là do ta hại chết nàng, nếu như linh hồn nàng linh thiêng, 20 năm sau chúng ta sẽ gặp lại nhau."
Sau khi trở thành vua trị vì của nhà Thanh, Càn Long vô tình bắt gặp Hỏa Thân, trên cổ cũng có một vết bớt đỏ, giống với dấu vết mà hoàng đế đã để lại trên thi thể vị phi tần ngày trước. Do đó, Càn Long cho rằng đây chính là người mà vị phi tử chọn để đầu thai và kiếp sau. Một số sách sử ghi rằng, một ngày nếu không thể gặp Hỏa Thân, Càn Long sẽ không chịu được. Do đó vị đại thần này luôn ở bên cạnh ngày đêm hầu hạ cho nhà vua. Càn Long hết mực yêu thương Hỏa Thân, thậm chí còn gả đệ nhất công chúa mà ông nhất mực yêu thương cho con trai Hỏa Thân và phong làm phong thân Ân Đức. Nhận được sự sủng ái của nhà vua, Hỏa Thân dần trở thành vị đại thần được vạn người kính nể. Trong 20 năm, Hỏa Thân được thăng chức 47 lần. Sử sách còn ghi lại rằng Hỏa Thân sở hữu quyền thế khuynh đảo thiên hạ. Có lời đồn rằng tổng cộng gia sản của Hỏa Thân ước lượng vào khoảng 1.100 triệu lạng bạc. Thậm chí có người tin rằng số bạc tương đương với số tiền mà quốc khố nhà Thanh phải mất 15 năm mới thu được. Đến nay không ai có thể khẳng định chắc chắn được Hỏa Thân có phải là sủng nam được Càn Long sủng ái, nuông chiều cả đời hay không. Thực hư về câu chuyện lịch sử cho đến nay vẫn là một bí ẩn, chưa có lời giải. Có lẽ vua Càn Long là một trong số hiếm hoi những ông vua có đời sống tình cảm được hậu thế quan tâm ngưỡng mộ và có cả sự ngạc nhiên nhất trong lịch sử. Mối tình nào của ông cũng sâu đậm, tha thiết và có rất nhiều vị hoàng tử công chúa xinh đẹp. Một vị vua vừa giỏi chính sự, vừa có tình trường thật thú vị. Tuy nhiên đến cuối đời, Càn Long lại để quan tham nhũng nhiễu, phá hủy đi những gì ông đã tận tụy xây dựng trong suốt 89 năm cuộc đời. Nhưng hậu thế cũng phải kính nể trước vị hoàng đế này bởi những gì ông đã làm cho nhân dân Trung Hoa, cũng như viết nên những trang sử huyền thoại cho lịch sử thế giới.